Hội nghị đối ngoại toàn quốc nằm trong loạt hội nghị nhằm triển khai đường lối nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên sâu về đối ngoại được tổ chức kể từ khi Đảng ta thành lập cũng như từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Với sự tham gia chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị đối ngoại toàn quốc, hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã thể hiện sự quyết tâm, tính chiến đấu của toàn ngành ngoại giao. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13, ngành ngoại giao sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đi đôi kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Bên cạnh đó, ngành sẽ kết hợp chặt chẽ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, tranh thủ tối đa các yếu tố quốc tế thuận lợi, các cam kết, thỏa thuận quốc tế, trong đó có các hiệp định thương mại tự do đã ký, nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài, kết hợp hiệu quả với các nguồn lực trong nước để phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.